thấy bão to, cây sắp bị quật ngã, cả nhà liền nhanh trí chơi trò kéo co với mẹ thiên nhiên. À? Không ngờ gặp phải cả nhà liều, hay tôi sống đến nay 60 tuổi rồi mới lần đầu thấy màn kéo co giữa người và mẹ thiên nhiên, là những bình luận mà dân tình đã để lại sau khi xem được đoạn clip này. Trước ảnh hưởng của sức gió mạnh khủng khiếp đến từ cơn bão Yagi, một gia đình vì nhìn thấy cây bóng mát ở phía trước sân nhà có nguy cơ bị quật ngã nên đã cùng hô hoán nhau dùng dây thừng siêu dài để chơi trò PK với bão Yagi. Rất nhiều nhưng dám chọi với mẹ thiên nhiên, cụ thể từ trai đến gái, từ người nhỏ đến người lớn đều cầm vào sợi dây thừng, căng hết cơ tay cơ chân để chơi trò kéo co. Rất nhanh trí, người nhà đã kéo sợi dây thừng cột vào một khối bê tông chắc chắn ở phía sau, rồi sau đó tiếp tục kéo đến toát mồ hôi để hy vọng rằng cơn bão không quật ngã gốc cây trước nhà. Màn sao kè không cân sức giữa người và mẹ thiên nhiên khi một bên là 5 lạng, còn một bên 5 tấn khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười, bởi với sức gió khủng khiếp của cơn bão thì sợi dây thừng cùng với lực kéo co ít ỏi ấy chẳng khác nào đem muối bỏ biển. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cơn bão Yagi khi đi qua nhìn thấy gia đình này có cố gắng, mặc dù không đáng kể nên đã cảm động mà buông tha, trao trả sự bình yên cho cây bóng mát, cũng như sự an nguy của những người trong nhà đang đỏ cả tay để chơi trò kéo co. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.